Hello, hello. Rất vui được gặp lại quý chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng nay mình đang có mặt tại phường Bình An thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, gần với con đường quốc lộ 1K và siêu thị Bixi. Hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị một căn nhà một trệt 3 lầu. Đây là căn nhà em giới thiệu cho quý vị này. Căn nhà này do chính chủ xây ở, hiện tại chủ nhà đang ở, do nhu cầu công việc cần chuyển đổi chỗ ở nên muốn bán lại căn nhà tâm huyết cho quý vị mình. Căn nhà này có diện tích là ngang 5, chiều dài là gần 20m, có hướng là đông nam. Nhà này có con đường phía trước rộng tầm khoảng 10m, vỉa hè mỗi bên là 3m. Ở đây có hệ thống đường điện âm, nước âm đầy đủ hết nhá. Khu vực này được quy hoạch đồng bộ rất là đẹp. Đây có hệ thống đèn chiếu sáng cũng như điện nước cáp nét âm hết. Khu vực này đang được xây dựng khá nhiều. Quý vị có nhu cầu đi xem hãy liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Alo cho em sẽ dẫn đi xem nhé. Mặt tiền rất là đẹp này, nhà chính chủ xây ở. Quý vị có nhu cầu đi xem, hẹn gặp em ở quốc lộ 1K, em sẽ dẫn đi xem. Nhà này cách với làng Đại học Thủ Đức chỉ tầm khoảng 2 km thôi nha. Cửa chính đây được chủ nhà làm 2 lớp cửa. Ngoài đây có một lớp cửa sắt 4 cánh được chủ nhà hàn bằng sắt đúc rất là đẹp nha. Phía trong là một lớp cửa nhôm xin pha rất là đẹp. Công năng sử dụng căn nhà này gồm gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 6 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và có ban công phía trước. Nhà này có hướng đông ghé đông nam rất là đẹp nha. Nhà chính chủ xây ở này. Phía trong đây là hệ thống trần chỉ thạch cao ở phòng khách nhà mình. Bên đây có mấy bức tranh bên đây để mà đáo thành công này. Vách bên hông được chủ nhà ốp cao tầm khoảng 1m4 nhá. Sàn phòng khách chủ nhà để rất là rộng. Chủ nhà sinh hoạt ở trên, để xe hơi ở dưới, còn rộng rãi khoảng trống như thế này. Ngang 5, dài gần 20. Nhà bố trí rất là đẹp nha. Di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn. Trụ cầu thang bằng gỗ gõ đỏ 100% này. Quý vị nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Tủ bếp gỗ gõ đỏ rất là đẹp. Trên đầu là quạt trần thoáng mát ngay đây. Phía sau nhà mình có lối thoát hiểm tầm khoảng 1m ở phía sau này nhé. Về cuối đây là phòng vệ sinh ở tầng trệt. Nhà này có tới 6 phòng vệ sinh nhé. Đây có vòi tắm đứng xen thuyền này. Phòng vệ sinh rất là cao cấp nha. Tủ bằng gỗ gõ đỏ hết. Quý vị nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa nha. Tay vịn gỗ gõ đỏ và cầu thang đá hoa cương kim sa rất là đẹp. Từ nhà này di chuyển đi từ quốc lộ 1K di chuyển đi sang ngã ba Tân Vạn và làng đại học rất là gần với ủy ban nhân dân phường Bình An, lên tới lầu trên. Ở đây có phòng vệ sinh chung ở đây rất là rộng nha. Phòng vệ sinh rộng rãi này. Phòng ngủ cực rộng luôn nha. Hệ thống cửa chính bằng gỗ gõ đỏ 100%. Gỗ gõ đỏ nguyên tấm luôn nha. Nội thất rất là cao cấp. Nhà chính chủ xây để ở, nhưng do nhu cầu công việc muốn bán lại căn nhà cho quý vị mình.
cửa gỗ gò đỏ cao cấp luôn. Phòng ngủ này có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng nữa nè. Nhà rất là đẹp, xây ở chắc chắn nhá. Nhà này chủ nhà để trần bê tông cốt thép luôn, nhà không có một vết nứt. Quý vị từ Sài Gòn đi lên quốc lộ 1K này thì liên hệ với em, hẹn gặp em ở cổng siêu thị Bixi, em sẽ dẫn đi xem. Giá chỉ có 6 tỷ 300 triệu đồng thôi cho căn nhà năm 20 như thế này. Tầng này cũng như tầng dưới nhé, đều có phòng ngủ rất là rộng và phòng vệ sinh riêng từng phòng. Phòng ngủ nào cũng rộng rãi nhé. Tất cả hệ thống cửa nhà này đều được chủ nhà làm bằng cửa gỗ gò đỏ 100%. Em xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích ngang 5, dài gần 20, có hướng đông ghé đông nam. Vị trí nằm gần Ủy ban nhân dân phường Bình An thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nhà này cách với cầu vượt Linh Xuân tầm khoảng là 3 km thôi, gần với làng Đại học Thủ Đức, kế bên con đường DT743 và quốc lộ 1K. Quý vị có nhu cầu đi xem liên hệ với em Sơn trên màn hình. Số 0973 114 255. Alo cho em sẽ dẫn đi xem nhé. Lên tới lầu trên rồi, ở bên đây có phòng sinh hoạt chung. Phòng sinh hoạt chung mình có thể làm sân phơi ở đây cũng được nhé. Phía trước là phòng thờ. Phía trước đây là phòng thờ nhà mình này. Bên đây là sân thượng phía trước. Quen mở cửa này. Bây giờ mình ra sân thượng sau để mình xem này. Sân thượng phía sau đây nhá. Quý vị nhìn lại toàn cảnh xung quanh. Phía trước là con đường DT743 này. Xe đang lưu thông đây nhá. Nhà rất là đẹp. Giá là 6 tỷ 300 triệu đồng. Cảm ơn quý chị đã theo dõi video. Mình xin kết thúc video tại đây.